Hôm nay chúng ta lại tiếp tục câu chuyện của một chiếc mồn lèo đi lạc và được gia đình cậu nhóc Johei nhận nuôi. Vào một ngày đẹp trời thì bố của Johei lại quyết định đưa Chi-chan đi tiêm phòng để mèo ta khỏi bị ốm. Nhưng vừa nhìn thấy cái giỏ trên tay bố Johei thì Chi-chan lại nhớ tới ký ức kinh hoàng ở phòng thú y, thế nên nàng mèo đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy và phi thẳng ra vườn. Xui rủi thế nào mà bà chủ khu trọ cũng đang ở ngoài vườn, thế nên bố Johei đã hoảng hồn và phải làm đủ mọi cách để đánh lạc hướng bà chủ. Trong khi đó thì mèo ta vẫn cứ vô tư đùa nghịch với những cây cỏ trong vườn. Đúng lúc bà chủ định quay sang nhìn thì may mắn là bà ấy phát hiện con mèo đen vừa trộm một miếng cá. Thế nên bà chủ nhà trọ đã chạy đi đuổi theo con mèo kia và không phát hiện ra Chi-chan, mà nàng mèo sau một lúc đùa nghịch cũng quên luôn mình định làm gì và bị Johei dễ dàng tóm được. Nhưng khi bị đưa vào cái giỏ thì nàng mèo vẫn dãy dụa không chịu nằm yên, mèo ta đã ra sức phản kháng và còn cắn cho bố Johei một cái đau điếng rồi bỏ chạy. Mẹ Johei đã nghĩ ra cách lấy tấm vải trùm cái lồng lại rồi dùng đồ chơi để dụ Chi-chan. Quả nhiên là mèo ta đã bị dụ dỗ, nhưng khi vừa mở tấm vải ra là Chi-chan lại sợ hãi cào cho bố Johei một cái nữa. Mèo ta đã bỏ chạy vào phòng giặt và khi thấy túi lưới giặt đồ thì đã chui vào. Nàng mèo ngốc đã hí hửng nghĩ rằng chui vào đây sẽ không bị bắt. Nhưng Johei đã nhanh tay khóa chiếc túi lại và thế là đã dễ dàng túm được mèo con cứng đầu. Nhờ chiến công đó mà Johei đã được bố mẹ khen ngợi, còn Chi-chan thì vẫn ra sức vùng vẫy. Nhưng mèo ta không tài nào thoát khỏi được túi lưới và đã cảm thấy sốc khi bị cả nhà lừa một vố đau đớn. Nhờ cái túi lưới mà bác sĩ cũng không khó khăn để bắt được nàng mèo và tiêm phòng bệnh cho mèo ta. Về nhà thì Chi-chan vẫn còn rất sốc và đã mò đi tìm bác mèo đen. Cô nàng mèo con đã tuyên bố là sẽ bỏ nhà đi bụi vì mọi người đã đối xử với mình thật độc ác. Bác mèo đen thấy thế thì cũng nói rằng nhóc con không nên tin loài người. Chi-chan cũng đồng tình nhưng lại bất chợt hỏi rằng niềm tin là cái gì khiến bác mèo cạn lời. Đã đến giờ cơm nên bác mèo đã chào Chi-chan để về với chủ. Mèo ta thì trố mắt ngạc nhiên là vì sao bác mèo vẫn về với con người khi không tin họ. Bác mèo đen đã trả lời rằng đó đơn giản là một mối quan hệ cho nhận mà thôi. Chi-chan đã ở ngoài bãi đất trống đến tận chập tối mà không chịu về nhà. Tuy bản lĩnh thì có nhưng đói thì không chịu được nên rốt cuộc mèo ta vẫn phải mò về. Khi thấy Chi-chan đi về thì bố Johei đã thưởng cho nàng mèo con một miếng sushi cá ngừ vì đã chịu khó đi tiêm phòng. Mèo ta đã vô cùng khoái chí đánh chén miếng sushi vì loài mèo thích nhất là cá. Hương vị tươi ngon của miếng cá đã khiến mèo ta quên hết giận dỗi và nghĩ rằng mọi người trong gia đình vẫn là bạn của mình. Hôm nay trời đột nhiên nổi gió âm u như sắp mưa, mấy tấm khăn mẹ Johei treo ngoài trời cứ bay phấp phới khiến mèo ta tò mò nhảy lên đùa nghịch. Thấy trời sắp mưa thì mẹ đã kêu Johei đem đồ chơi vào nhà để cất. Lúc sau thì trời bắt đầu đổ mưa và Johei cùng với Chi-chan đã hào hứng đứng ngắm trời mưa. Cậu nhóc Johei bất ngờ phát hiện mình đã để quên một chiếc ô tô đồ chơi ngoài vườn, vì sợ gió sẽ thổi nó bay mất nên cậu nhóc đã chạy ra nhặt lại. Vì cánh cửa mở ra bất ngờ nên Chi-chan đã bị trượt chân ngã lộn cổ xuống vườn. Và khi Johei đi vào thì đã không để ý mà đóng cửa lại nhốt mèo ta bên ngoài luôn. Lúc này trời đã nổi gió và đổ mưa nặng hạt. Dù nàng mèo có kêu cứu kiểu gì đi nữa thì đã bị tiếng gió át đi khiến mẹ con Johei không hề nghe thấy. Khi bố Johei đi làm về thì bất chợt nhận ra là không thấy Chi-chan đâu. Cả nhà đã đổ xô đi tìm nhưng lại không một ai để ý là nàng mèo đang bị nhốt ngoài cửa. May sao khi bố Johei đứng nhìn mưa thì đã vô tình cúi xuống và phát hiện Chi-chan đang bị mưa tạt ướt sũng bên ngoài vườn. Và khi cánh cửa mở ra thì mèo ta đã nhanh chân phi ngay vào nhà. Trong lúc được bố Johei lau khô người thì Chi-chan lại nhìn thấy con búp bê cầu mưa của Johei nên đã lao đến vồ lấy. Khi đuổi theo con búp bê ra đến cửa thì đúng lúc này một tiếng sấm vang lên khiến cả Johei lẫn Chi-chan đều hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng mà cả hai đều chỉ chạy đến ôm lấy mẹ Johei nên ông bố đã cảm thấy đau một chút trong tim. Một lúc sau thì khu nhà đột nhiên bị mất điện, bố Johei đã vào tủ lấy cái đèn pin ra để dùng tạm và khi nhìn thấy quầng sáng của đèn pin thì Chi-chan đã thích thú đuổi theo. Bố Johei thấy thế thì cũng ve vẩy cái đèn pin chơi đùa cùng mèo con. Hai mẹ con Johei thấy vui quá nên cũng đòi được chơi cùng. Đang chơi vui thì đột nhiên có điện trở lại, thấy mèo ta loay hoay đi tìm cái quầng sáng thì cả nhà đã quyết định tắt đèn đi để tiếp tục chơi với Chi-chan. Hôm sau thì Johei đã không may bị ốm và phải nghỉ học ở nhà, Chi-chan thì không hiểu chuyện gì nên vẫn cố mon men lại đòi chơi với cậu nhóc. Nhưng mẹ Johei đã bế mèo ta ra và nói rằng phải yên tĩnh cho Johei nghỉ ngơi. Có vẻ Chi-chan cũng cảm nhận được điều gì đó nên không nghịch phá cậu nhóc nữa và lúc sau thì mèo ta đã cuộn mình ngủ luôn bên cạnh Johei. Đến khi Johei khỏi ốm thì lại đến lượt mẹ cậu nhóc bị cảm, vì bố phải đi làm nên chỉ có Johei và Chi-chan ở nhà cùng với mẹ. Johei là một cậu bé ngoan nên đã dặn mèo con không được gây tiếng động làm phiền mẹ. Thấy miếng băng chườm đầu đã nóng ran thì Johei đã trèo lên tủ để lấy băng chườm mới cho mẹ. Nhưng vì chiếc tủ rất cao nên khi lấy được hộp băng chườm đầu thì Johei đã ngã sóng xoài khiến mẹ giật mình chạy ra. Khi thấy trên tay cậu con trai là hộp băng chườm đầu thì mẹ đã cảm động ôm lấy cậu nhóc. Đến chiều bố về thì đã thấy hai mẹ con cùng Chi-chan đang say sưa ngủ cùng nhau. Mấy hôm sau mẹ đã khỏi ốm nên đã dẫn Johei ra ngoài đi chơi. Bố Johei ở nhà quyết định sẽ dành thời gian chơi cùng Chi-chan vì lâu rồi không được chơi với mèo con. Nhưng chỉ mới đùa vui một lúc thì bố Johei đột nhiên thấy đầu óc quay cuồng và khi kiểm tra thì quả nhiên lần này lại đến lượt bố bị ốm.
Bố Jo-hay đã lấy một miếng băng trùm đầu để hạ sốt, nhưng Chi-chan lại tưởng là đồ chơi nên đã giật lấy để nghịch. Khi bố Jo-hay cố giành lại thì mèo ta lại tưởng là đang chơi kéo co nên vẫn cố kéo lại, và phải một lúc sau thì bố Jo-hay mới lấy được miếng băng để trùm lên trán cho hạ sốt. Nhìn thấy cốc nước để uống thuốc của bố Jo-hay để bên cạnh thì mèo ta đã thò đầu vào nhưng không với tới được. Khi bố Jo-hay nhìn thấy và bật dậy thì mèo ta lại giật mình làm đổ luôn cốc nước ra sàn. Vì muốn yên tĩnh nghỉ ngơi nên bố Jo-hay đã để Chi-chan ở ngoài rồi đóng cửa lại. Mèo ta thì không hiểu nên vẫn cố cào cửa đòi chơi cùng. Lúc sau thì đột nhiên bố Jo-hay lại nghe một tiếng rầm bên ngoài phòng khách, chạy ra xem thì hóa ra là nàng mèo lại đạp đổ chậu cây trên bàn. Thế nên để đồ đạc được an toàn thì dù đang ốm, bố Jo-hay vẫn phải cố chơi cùng mèo con. Đến tối hai mẹ con về thì thấy Chi-chan đang ngủ ngon lành mà đâu biết là mèo ta đã quần cho ông bố mệt lử cả ngày hôm nay. Một hôm khi đi làm về thì bố đã tiện tay mua một gói chả cua về làm quà cho Chi-chan. Quả nhiên là nàng mèo rất khoái và đánh chén một cách ngon lành. Nhưng mẹ Jo-hay đã dặn là nếu cho ăn vặt nhiều quá thì Chi-chan sẽ không chịu ăn bữa chính. Thế nên bố Jo-hay đành cất gói chả cua vào tủ lạnh mặc dù mèo ta vẫn liên tục đòi thêm mì nữa. Khi mẹ Jo-hay bưng bát hạt ra thì mèo ta đã giận dỗi không chịu ăn. Và vì thế mà đến tối nàng mèo đã phải ôm theo cái bụng đói mèo đi ngủ. Nhưng may mắn là mẹ Jo-hay rất tâm lý và biết kiểu gì mèo con cũng đói. Thế nên cô ấy đã dậy lấy cho Chi-chan một bát thức ăn và mèo ta đã đánh chén một cách ngon lành. Hôm nay Chi-chan lại quấn lấy cái cây lau nhà của mẹ Jo-hay mà nghịch vì thấy nó rất lạ. Mẹ Jo-hay phải cúi xuống gỡ mèo con ra và vô tình để cán lau nhà đổ xuống. Nó đã khiến Chi-chan hoảng sợ bỏ chạy và bắt đầu thấy ghét cây lau nhà. Bố Jo-hay đi vào và nghĩ rằng là mèo con đang giận mẹ, nhưng mẹ Jo-hay thì vẫn tự tin là không có chuyện gì cả. Lúc sau thì hai bố con Jo-hay ra ngoài chơi nên mẹ đã cố gắng dỗ dành Chi-chan, nhưng mèo ta thì vẫn ghét cây lau nhà và ghét luôn cả mẹ. Và dù mẹ Jo-hay có dùng bất kỳ món đồ chơi nào để dụ thì nàng mèo vẫn không chịu ra khỏi gầm bàn. Hết cách thì mẹ đành phải lấy gói chả cua ra dụ Chi-chan. Quả nhiên là cứ có đồ ăn là mèo ta lại đánh rơi liêm sỉ và tí tửng chạy lại đánh chén. Đúng lúc này thì hai bố con đi vào và phát hiện hóa ra là Chi-chan đang giận mẹ thật, còn mẹ Jo-hay thì chỉ biết cười trừ mà thôi. Một ngày nọ mẹ Jo-hay phải đi họp lớp nên đã tháo nhẫn cưới ra đặt trên chậu rửa mặt để trang điểm. Jo-hay và Chi-chan đang chơi ở ngoài thì làm rơi con chuột bông xuống gầm ghế mà không lấy ra được. Thế nên Jo-hay đã nhờ mẹ lấy giúp và cô ấy đã vô tình làm rơi chiếc nhẫn xuống sau máy giặt. Khi đi vào thì mẹ Jo-hay đã tá hỏa lên khi không thấy chiếc nhẫn cưới đâu. Đúng lúc này thì Chi-chan và Jo-hay lại làm rơi con chuột ra sau máy giặt. Trong lúc cố với lấy món đồ chơi thì mèo ta đã vô tình hất chiếc nhẫn ra bên ngoài. Mẹ Jo-hay tìm được nhẫn thì đã vô cùng sung sướng và ôm lấy mèo con để cảm ơn. Nhưng thứ mà Chi-chan muốn là con chuột kia cơ. Hôm nay Chi muốn leo lên người Jo-hay để ngủ nhưng cậu nhóc lại lo chơi nên đã hất mèo ta xuống. Chi-chan định trèo lên đùi bố Jo-hay ngủ nhưng bố đang bận nên đành đưa mèo con ra khỏi phòng. Lúc này mẹ Jo-hay vừa làm xong việc nhà nên đã nằm lên sofa nghỉ một lát. Mèo ta thấy thế thì đã trèo lên đánh một giấc ngon lành. Và nhịp đập của tim mẹ Jo-hay đã khiến mèo ta nhớ đến cảm giác nằm với mèo mẹ. Thế nên Chi-chan đã ngồi dậy làm động tác nhào bột như thường làm với mẹ. Mẹ Jo-hay thấy thế thì đã ngạc nhiên nhận ra đây là hành động mèo đấm bóp trong truyền thuyết. Và khi làm thế nghĩa là nàng mèo đã xem cô như mẹ của mình. Một hôm sau khi uống sữa thì bố đã đổ một ít ra tay cho Chi-chan uống cùng. Mèo ta thấy sữa thì vô cùng thích thú đòi được uống nữa. Thấy mẹ Jo-hay cầm hộp sữa thì mèo ta tưởng là được uống tiếp nhưng hóa ra là mẹ lấy lại cho Jo-hay. Thấy mẹ đổ sữa ra bát thì mèo con cũng nhanh nhảu đẩy cái bát ăn của mình lại để được uống sữa. Nhưng mẹ Jo-hay không hiểu ý nên đã đổ cho Chi-chan một bát thức ăn đầy ũ khiến mèo ta cạn lời. Đến chiều mẹ đi chợ về thì Chi-chan đã phát hiện trong túi đồ có sữa. Thế là mèo ta đã nhanh nhảu chạy lại đòi sữa nhưng mẹ Jo-hay lại tiếp tục hiểu nhầm. Thế nên thứ Chi-chan nhận được là cái túi bóng đi chợ. Mèo ta đã hờn dỗi chút giận vào cái túi bóng. Nhưng lúc sau thì lại khoái cái túi bóng đến nỗi bố Jo-hay gọi lại uống sữa cũng không nghe thấy luôn. Sau khi đọc sách hướng dẫn nuôi mèo thì bố mẹ Jo-hay đã quyết định tự nấu thức ăn cho Chi-chan vì trong sách nói rằng như thế sẽ tốt cho sức khỏe mèo con. Nhưng mèo ta thì cứ ra sức nghịch phá khiến hai bố mẹ không tài nào nấu nướng được một cách đàng hoàng. Thế nên Jo-hay đã phải đi vào giúp đưa Chi-chan ra ngoài nhưng điều đó lại khiến nàng mèo giận dỗi. Lúc sau thì bát thức ăn cũng xong và mùi hương khiến mèo ta vô cùng thích thú. Nhưng bát thức ăn còn nóng bỏng lưỡi nên Chi-chan đã giật nảy mình bỏ chạy ra ngoài. Bố Jo-hay lúc này mới nhận ra điều tai hại và đã phải quỳ xuống xin lỗi mèo con. Hôm nay Chi-chan đã nhìn thấy cánh cửa tủ bếp để mở nên đã tò mò vào xem và mèo ta đã phát hiện túi thức ăn thơm ngon mẹ Jo-hay để ở đây và đã trèo lên cào rách một lỗ. Thế là thức ăn trong túi đã tràn ra ngoài và mèo ta đã có một bữa no say quên đường về. Đến giờ ăn thì mèo ta lại chả chịu ăn cái gì cả vì đã no. Việc đó lại khiến bố mẹ Jo-hay lo lắng vì sợ nàng mèo nhỏ bị ốm. Đến tối thì Chi-chan lại mò vào tủ bếp và đã kéo đổ cả bao thức ăn. Bố mẹ Jo-hay nghe tiếng chạy ra thì mới hiểu lý do hôm nay mèo ta bỏ ăn. Còn Chi-chan thì hớn hở khoe bố mẹ là mình mới tìm được kho tàng thức ăn đầy ú ụ. Cứ đến bữa ăn của cả nhà là Chi-chan lại hay đòi trèo lên ăn cùng vì mùi thức ăn rất thơm, nhưng bố Jo-hay nói rằng đồ ăn của người đôi khi không tốt cho mèo.
Thấy Chi Chan cứ đòi trèo lên bằng được thì mẹ Jo-hay đã nghĩ ra cách để bắt hạt thức ăn lên bàn và cho mèo ta ăn cùng cả gia đình luôn. Dạo này Chi Chan bắt đầu rụng lông rất nhiều khiến quần áo đồ đạc dính toàn lông mèo. Đúng một hôm bố mẹ Jo-hay đang dọn dẹp mớ lông của Chi thì đột nhiên bà hàng xóm sang tặng cả nhà một giỏ bánh quy. Bố Jo-hay hoảng hốt không biết giấu Chi Chan vào đâu nên đã dúi cho Jo-hay đem đi trốn. Đến khi bà hàng xóm về thì hai bố mẹ đã tá hỏa khi chiếc váy của bà ấy dính toàn lông mèo. May mà bố đã nhanh tay lấy cây lăn lông để mẹ Jo-hay gỡ hết lông mèo dính trên người bà hàng xóm. Cả nhà được phen hú hồn vì tí nữa thì lộ, còn Chi Chan thì thấy khó chịu vì không hiểu chuyện gì. Thấy Chi Chan rụng quá nhiều lông nên Jo-hay định lấy chiếc lược của mẹ để chải lông cho mèo ta, nhưng mẹ cậu nhóc đã kịp thời cản lại và nói rằng chiếc lược này rất đắt. Bố Jo-hay thấy thế thì đã chạy ngay ra cửa hàng thú cưng và mua về một cái bàn chải lông. Và quả nhiên khi được bố Jo-hay chải lông cho thì mèo ta thấy rất phê, và cảm giác đó đã khiến mèo ta nhớ lại lúc xưa được mèo mẹ liếm lông mỗi ngày. Sau lần đó thì Chi Chan rất khoái được chải lông, mèo ta bám theo bố Jo-hay cả ngày để đòi được chải lông, nhưng ông bố lại không hiểu, chỉ tưởng là nàng mèo nhỏ chỉ muốn ăn hoặc chơi đồ chơi thôi. Đến lúc nhìn thấy Chi Chan cứ cạ người vào bố suốt ngày thì Jo-hay mới nhận ra là mèo ta thích chải lông. Cậu nhóc đã lấy bàn chải đưa cho bố và thấy thế là Chi Chan đã đưa lưng ra chờ sẵn. Mèo ta đã bắt bố Jo-hay chải lông hết chỗ này chỗ kia, chải đi chải lại đến mức cánh tay của bố muốn mỏi rã rời luôn. Mỗi lần bố chải lông xong cho Chi Chan là lại vứt nhúm lông rụng vào thùng rác. Và cậu nhóc Jo-hay lại lén lút đem cất chỗ lông đó đi. Mèo ta thì rất tò mò vì thứ đó có mùi của mình mà Jo-hay lại không cho chơi. Một thời gian sau thì bố Jo-hay đã phát hiện chiếc hộp đựng lông của cậu con trai, chúng lúc này đã nhiều đến mức có thể làm thành một quả bóng. Thấy quả bóng lông trên tay của bố Jo-hay thì Chi Chan đã lập tức vồ lấy cho bõ máu tò mò suốt mấy ngày nay, nhưng như thế là nàng mèo lại làm quả bóng bung ra và cả nhà lại ngập đầy lông mèo. Hôm nay Jo-hay có đồ chơi mới nên rủ Chi Chan chơi cùng, nhưng mèo ta thì chỉ khoái mấy cái hộp giấy mà thôi. Đến khi chơi xong thì Chi Chan đã đòi trèo vào khay đồ chơi của Jo-hay nhưng cậu nhóc không cho. Trong lúc giằng co thì một miếng gỗ hình trụ đã rơi ra khiến mèo ta khoái chí đuổi theo. Và thế là cuối cùng thì Jo-hay và mèo con cũng tìm được trò mà cả hai đều cùng thích chơi. Chi Chan rất khoái trò chơi trốn tìm nên Jo-hay thường chơi cùng mèo con. Đến lượt Chi Chan đi trốn thì mèo ta đã chui tọt vào trong ngăn kéo để đồ và trốn dưới đống quần áo. Jo-hay ngó qua không thấy nên đành đi tìm ở nơi khác. Vì thế nên mèo ta đã đắc chí nghĩ rằng lần này mình đã thắng. Đến khi mẹ Jo-hay đi chợ về thì đã tiện tay đóng ngăn kéo lại mà không biết Chi Chan đã ngủ quên trong đó. Jo-hay cũng được mẹ làm cho một cái pudding nên cũng quên luôn đang chơi trốn tìm với nàng mèo nhỏ. Đến chập tối lấy thức ăn ra mà không thấy mèo ta đâu thì mẹ Jo-hay mới hỏi cả nhà. Lúc này thì Jo-hay mới giật mình nhớ ra mình đã bỏ quên Chi Chan, còn nàng mèo thì vẫn say giấc nồng bên trong ngăn tủ. Lúc sau tỉnh dậy thì mèo ta đã khoái chí nhận ra mình vẫn chưa bị Jo-hay tìm thấy. Đang hí hửng nghĩ rằng mình đã thắng trò chơi trốn tìm thì Chi Chan lại nhận ra mình không thể thoát khỏi cái hộc tủ. Ở bên ngoài thì cả nhà đã ráo riết đi tìm nàng mèo đến tận tối muộn mà vẫn không thấy tăm hơi đâu. Bố mẹ Jo-hay cho rằng Chi Chan chỉ thích trốn ở những nơi nhỏ hẹp hoặc chui xuống dưới quần áo. Nghĩ ngợi một hồi thì mẹ Jo-hay đã nghĩ ra có một nơi phù hợp là ngăn kéo tủ quần áo. Và quả nhiên cả nhà đã tìm thấy mèo ta đang tròn xoe mắt bên trong hộc tủ. Sau đó Jo-hay đã xin lỗi vì bỏ quên Chi Chan nhưng mèo ta thì vẫn vui vẻ nghĩ rằng cậu nhóc đã thắng trò chơi trốn tìm. Một hôm đang nằm dài trong nhà thì Chi Chan nhìn thấy bác mèo đen đi qua. Thấy mèo con đòi đi dạo cùng thì bác mèo đen đã dạy cho mèo ta cách mở cửa lùa, nhưng nàng mèo có cố gắng mấy thì cũng chỉ đẩy được một chút mà thôi. Sau đó thì Chi Chan đã đi theo bác mèo đen và phát hiện bác ấy đi tè vào bụi cây, hỏi ra mới biết là bác mèo đen đang đánh dấu lãnh thổ. Chi Chan thấy cây cỏ dại thì cũng muốn đánh dấu của riêng mình, nhưng mèo ta có dặn mãi cũng chả ra được giọt nào. Quay lại thấy bác mèo đen định vồ một chú chim nhỏ thì mèo ta đã khoái chí kêu lên một tiếng làm con chim bay mất luôn. Sau đó thì Chi Chan lại tiếp tục lẽo đẽo theo đuôi bác mèo đen. Khi thấy mấy chú chim sẻ thì mèo ta cũng bắt chước vồ lấy, nhưng chưa kịp làm gì thì mấy chú chim nhỏ đã bay đi mất tiêu. Thế là bác mèo đen đã dạy cho Chi cách vồ mồi một cách nhẹ nhàng và bác ấy đã nhanh chóng bắt được một con thằn lằn, nhưng nó đã giật đứt đuôi bỏ chạy mất tăm. Dù không bắt được con thằn lằn, nhưng bác mèo đen nói rằng đuôi của nó cũng là một chiến lợi phẩm có thể đem về nhà chơi. Chi Chan đã khoái chí học theo vồ bắt một chú bồ câu, nhưng vì trình quá củi nên chú chim này thậm chí còn chả thèm bay đi mà chỉ né tránh mèo ta. Thế nên cứ đuổi đi đuổi lại mà Chi Chan chả chạm nổi vào đuôi chú chim. Thấy mèo con đuổi mãi chả bắt được mình thì chú bồ câu đã quay lại cười một cách mỉa mai, đã thế nó còn ung dung bước đi khệnh khạng khiến mèo ta cay éo chịu được. Không thể chịu được nỗi nhục đó nên Chi Chan quyết tâm nhờ bác mèo dạy cách trả thù, nhưng khi vồ ra từ bụi rậm thì mèo ta chưa bắt được con chim nào mà đã lo gáy bẩn. Thế nên kết quả là bị lũ chim bay lên lùa cho một trận khiếp vía luôn, nhưng khi vui vẻ trở lại thì Chi Chan vẫn quyết tâm lần sau sẽ thắng. Trên đường về nhà với bác mèo đen thì cả hai đã gặp một tên mèo đi tè bậy. Vì một tên mèo lạ dám đánh dấu lãnh thổ trên địa bàn của mình nên bác mèo đen đã nổi giận lùa cho hắn chạy té khói. Nhưng đúng lúc đó thì ông chủ của chiếc xe ô tô đi ra và nghĩ rằng bác mèo và Chi Chan đã tè bậy vào xe của mình.
Thế là cả hai đã bị ông ta và bà chủ nhà trọ lùa chạy khắp nơi. May mà mèo ta cùng bác mèo đen chạy được về nhà và gặp bố Johei thì mới thoát nạn. Sau vụ việc đó thì bố mẹ lại thấy lo lắng vì bà chủ đã để cả một cái thông báo về mấy con mèo. Đang tính toán việc ra ngoài phải cẩn thận đóng cửa thì mẹ Johei hoảng hồn phát hiện Chi-chan chạy ra ngoài vườn chơi. May mà Johei đang ở ngoài nên đã nhanh tay tóm được mèo con. Khi vào trong thì cả nhà đã rất hoang mang vì không biết ai đã mở cửa cho Chi-chan ra ngoài. Đang nghĩ ngợi thì mẹ Johei lại phát hiện mèo ta có thể tự mở cửa đi chơi. Đang định khen Chi-chan thật giỏi thì bố mẹ Johei lại giật mình nhận ra chuyện không ổn và tóm mèo ta lại. Sau lần đó thì để Chi-chan không tự ý ra ngoài thì mẹ Johei đã phải lấy một chiếc cọc chặn cửa để nàng mèo không thể mở được nó. Một hôm Chi-chan đang chơi đùa với Johei thì bà chủ nhà lại sang chơi. Mẹ Johei thì vội vã thu dọn đồ đạc còn cậu nhóc thì ôm mèo con trốn vào nhà tắm. Mèo ta thì chả hiểu chuyện gì nên vào nhà tắm là lại nghịch phá khiến bố mẹ Johei cứ lo sốt vó lên vì sợ lộ. Lúc bà chủ nhắc đến mèo thì cả hai người đã hú hồn nhưng may là bà ấy chỉ nhắc đến con mèo đen to bự mà thôi. Khi bà chủ đi về thì Chi-chan lại nghịch chiếc chổi quét nước gây ra một tiếng động lớn. Bà chủ tưởng là Johei bị gì nên chạy vào xem. Nhưng may là cậu nhóc đã nhanh trí kéo mèo con vào trong bồn và giả vờ đang lau dọn nhà tắm. Hôm nay bố Johei mới mua được một chiếc máy ảnh nên quyết định đem ra chụp Chi-chan. Ngoài ra thì còn một lý do là cô em họ Yuri-chan ở Hokkaido đã nhờ nhà Johei gửi cho cô bé một bức ảnh của Chi. Nhưng mèo ta thì chỉ khoái bay nhảy nghịch phá nên cả ngày bố Johei chả chụp được bức ảnh nào của Chi-chan cả. Thế nên bố đã nghĩ ra cách nhờ Johei bế mèo con lên để chụp. Nhưng mèo ta lại chỉ ngó nghiêng khắp nơi nên mẹ Johei đã phải lấy con ếch bông ra để dụ. Nhưng đến khi chụp được thì Chi-chan lại bị đèn flash làm cho giật mình nên thành ra bức ảnh nhìn chả ra sao cả. Mấy hôm sau thì Yuri-chan đã đến chơi nhà Johei. Hóa ra là sau khi nhìn thấy bức ảnh thì cô bé đã nằng nặc đòi mẹ đưa đến để chơi với Chi. Nhưng cô nhóc này lại cực kỳ hiếu động nên đã rượt mèo ta sợ chạy loanh quanh khắp nhà. Không chỉ thế mà Yuri-chan hết nắm đuôi rồi lại túm tay Chi-chan khiến mèo ta rất khó chịu. Thấy cô nhóc này rất phiền phức nên Chi-chan cảm thấy phải cẩn thận. Nhưng hễ cứ tóm được mèo ta là Yuri-chan lại xoa cổ rồi đến nựng má. Johei thì thấy có vẻ như thế này thì hơi quá đà và sợ Chi-chan bị sốc. Nhưng kết quả là mèo ta lại rất khoái được nựng má. Từ lúc này thì Chi-chan lại bắt đầu khoái chơi với Yuri-chan. Cô nhóc còn lấy một con thỏ bông ra để chơi cùng mèo ta và nghĩ rằng Chi-chan sẽ đem nó về như chú chó của cô bé. Nhưng Chi-chan là mèo nên chỉ biết chạy đuổi theo con thỏ bông một cách thích thú mà thôi. Khi Yuri-chan ra về thì mẹ của cô bé đã nói với mẹ Johei là nếu cần có thể gửi Chi-chan đến Hokkaido. Johei nghe thế thì cảm thấy hơi hụt hẫng và đã đi vào ôm chặt lấy mèo con. Hôm nay Chi-chan lại trốn nhà đi chơi với bác mèo đen. Khi phát hiện cửa bị mở thì Johei và mẹ đã hoảng hốt chạy đi tìm mèo ta. Còn trong lúc này thì Chi-chan đang đi cùng bác mèo đen sang nhà hàng xóm ăn vụng. Thấy có hộp gà rán trên bàn thì bác mèo đen đã cắp lấy một cái rồi dặn mèo con lấy nhanh lên mà đi. Nhưng vì miếng gà còn nóng nên Chi-chan lại lấy chân đánh cho nó nguội đi. Đúng lúc này thì bà chủ trọ và người hàng xóm đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì bà chủ đã nhanh tay tóm lấy Chi-chan. Thấy tình hình nguy hiểm thì bác mèo đen đã liều mình nhảy tới cứu mèo con rồi cùng bỏ chạy. Mẹ con Johei đang đi tìm Chi-chan thì thấy cảnh bà chủ đuổi hai con mèo thì đã lo muốn xỉu ngang. Còn bác mèo thì đã dẫn Chi-chan chạy lên tầng 2 của khu nhà trọ. Mèo ta thì nhỏ xíu nên chỉ mới leo được mấy bậc đã thở không ra hơi. Nhưng nhờ bác mèo động viên thì Chi-chan cũng leo được hết số bậc thang để trốn bà chủ. Hóa ra chủ của bác mèo đen ở ngay trên tầng 2 của khu nhà này. Bà chủ khi lên đến nơi thì đã hiểu ra vấn đề và gọi vị khách thuê ra hỏi chuyện. Và ông khách cũng thú nhận rằng nhà mình nuôi một con mèo bự. Nghe thấy tiếng bà chủ thì bác mèo đen lại tìm đường đưa Chi-chan đi trốn. Bác mèo đã đưa mèo ta ra bệ cửa sổ và nói rằng hãy nhảy sang bên mái nhà kho. Nhìn thấy mình đang đứng rất cao thì mèo ta đã run chân không dám nhảy. Nhưng bác mèo đen đã nói rằng đừng nhìn xuống mà hãy nhìn lên trời và cười lên. Chi-chan đã làm theo và quả nhiên đã một phát nhảy qua được bên kia. Johei cùng mẹ đang đi tìm Chi-chan thì cậu nhóc bắt gặp cảnh bác mèo đen đang giúp Chi-chan tụt xuống khỏi một cái cây. Nhờ thế mà cậu nhóc đã biết lâu nay bác mèo đen vẫn thường giúp đỡ Chi. Mấy hôm sau không thấy bác mèo đen đến chơi thì Chi-chan đã nghĩ sẽ đến chỗ bác ấy. Nhưng sau vụ bị bà chủ trọ rượt tóe khói thì bố mẹ không dám để mèo ta ra ngoài chơi nữa và việc đó khiến Chi-chan giận dỗi và lăn lộn ăn vạ suốt cả ngày. Suốt mấy ngày sau thì tâm trạng mèo ta lúc nào cũng buồn bã vì không được chơi với bác mèo, thậm chí Chi-chan còn không thèm ăn uống gì mà chỉ nằm dài trước cửa từ sáng đến đêm. Thấy Chi-chan buồn rầu thì Johei đã đi lại an ủi và đúng lúc đó thì cậu nhóc đã nghe tiếng cào cửa ở bên ngoài, hóa ra bác mèo đen lại đến chơi với Chi. Việc đó khiến mèo ta rất vui và liên tục đòi Johei mở cửa. Nhưng cậu nhóc sợ người ta phát hiện nên không dám để Chi ra ngoài. Chi-chan đã ra sức năn nỉ và khi nhìn thấy bộ mặt cầu xin của hai chú mèo thì Johei đã không chịu được mà đành mở cửa ra. Và khi được gặp lại bác mèo thì Chi-chan đã vui sướng ôm lấy và lăn lộn đùa nghịch. Bác mèo đã nhả trong miệng ra một con châu chấu và nói rằng đó là quà cho Chi. Mèo ta vô cùng khoái chí đuổi theo đùa giỡn với con châu chấu. Khi nó nhảy ra ngoài thì Chi-chan lại đi đến dụi đầu vào bác mèo đen và nói rằng được chơi thật là vui và bác mèo đen cũng ân cần liếm lông cho mèo ta như một đứa con của mình vậy.
Chơi xong một lúc thì bác mèo đen ra về, dường như bác ấy có một tâm sự gì đó muốn nói với Chi-chan. Nhưng nhìn ánh mắt háo hức của mèo ta thì bác ấy lại không nỡ nói ra và hẹn mèo con hôm sau chơi tiếp. Ngày hôm sau thì mẹ Jo-hay nhận được tin là chủ của chú mèo đen đã phải chuyển nhà đi. Việc đó khiến bố mẹ Jo-hay cảm thấy hơi lo lắng cho gia đình mình. Jo-hay thì thấy rất buồn vì cậu nhóc biết rằng Chi-chan rất thân với bác mèo đen. Riêng nàng mèo thì chưa hiểu gì nên tò mò trèo lên bệ cửa hóng chuyện. Khi thấy bác mèo đen bị người ta mang đi thì Chi-chan chỉ đơn giản nghĩ là bác ấy được đi du lịch. Mèo ta ra sức gọi bác mèo đen và hẹn ngày gặp lại, nhưng bác mèo đen thì nằm lặng lẽ bên trong chiếc chuồng nhỏ mà không biết nói gì cả. Đến khi bác mèo dần rời xa trong im lặng thì Chi-chan mới cảm nhận được điều gì đó không đúng, và lúc này thì mèo ta đã thực sự nhận ra rằng bác mèo đen sẽ không bao giờ trở lại. Suốt những ngày sau, Chi-chan chỉ biết ngồi buồn bên cửa nhìn trời và nhớ lại những kỷ niệm với bác mèo đen. Chi nhớ lại lần đầu gặp bác và cả những lần được bác cứu giúp, những ký ức đó ùa về khiến mèo ta chỉ muốn bật khóc và không muốn tin rằng bác ấy đã rời xa nơi này. Mèo ta đã buồn bã đi xả nỗi niềm vào những món đồ chơi quanh nhà, và những món đồ đó thực sự đã giúp Chi-chan quên bớt nỗi buồn. Và trong lúc ngắm ánh trăng khuyết thì mèo ta như nhìn thấy hình bóng của bác mèo, nhờ thế mà nỗi buồn trong lòng Chi-chan đã vơi đi rất nhiều và trở lại vui vẻ với cả nhà. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy đăng ký và ấn nút thông báo để đón chờ những video mới hàng tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.